normal subgroup. Normal subgroup. Now we suppose that G along multiplication a group and F is subgroup of G. F is subgroup of G. When the equality happens for every A in G, we say that X equal normal subgroup of G. We have a definition. Definition. Then S is said to be a normal subgroup of G. Of G E, the left coset and equal the right coset for any A in S. Tức là nhìn chung thì H là những có một thế á, tính phải khi nào nó cũng đều ra xảy ra cả. Nhưng mà nếu nó xảy ra với mọi A thuộc H thì lúc đó H như vậy á được gọi là một cái nhóm con của nhóm con chung tắc của rê, và người ta ký hiệu là trong đây là ký hiệu là H là nhóm con chung tắc của rê. H là nhóm con chung tắc của rê, ký hiệu như vậy. Như vậy nói cách khác là H là nhóm con chung tắc của rê có định nghĩa là gì? Thứ nhất phải là gì? H là nhóm con của rê trước. Và thứ hai là AH bằng hạt A với mọi A thuộc, xin lỗi thầy bị sai rồi, với mọi A thuộc rê. Với mọi A thuộc rê. À, các lời ghép trái và lời ghép phải của cùng một phân tử A đều bằng nhau, hả? Đều bằng nhau. Đó là một ví dụ về các cái nhóm con chung tắc. Ví dụ B example. Example. Suppose G, the first one, along multiplication with E group. Now we take F a genial subgroup. G is the normal subgroup of G. Very easy to check the condition. Okay, the condition A S equal S A for every A in S. And similar, the subgroup improper, cái nhóm không thực sự rê, cũng chính là normal subgroup of itself, là chúc tắc chính nó, ha, chính nó. Đương nhiên đây là hai cái nhóm con mà chúng tôi luôn luôn là ta thấy là nó hiển nhiên đúng, ha. Một cái second example, bây giờ nếu rê là nhóm A đen, rê là A béo group. Ok, Abel group. Thì với mọi hạt là nhóm con, bất kỳ nhóm con hạt nào của rê thì đều là nhóm con chung tắc. Với mọi cái nhóm con cùng nhóm Abel đều là chung tắc trong rê. Đều là chung tắc trong rê. Ví dụ như là chẳng hạn như là MZ. Đương nhiên là trung tắc trong Z. Đương nhiên em và Z là trung tắc trong Z à. Nhưng mà ta hãy xem thử là nếu ta lấy ví dụ thứ ba này, nếu ta cho Z này là nhóm đối xứng F3 và hạt này là nhóm có xứng bờ phân tử sigma 2,
đương nhiên là chỉ gồm hai phần từ một và sigma 2. Thì hạt có phải chúng ta có rê không? Khi nào chúng ta đã biết rằng là sigma 3 hạt nó bằng hạt sigma 3, nó không thể bằng đó. Vậy điều này chúng ta biết rằng trong trường hợp này có thể rằng là hạt là nhỏ con không phải chúng ta trong rê, nó không chúng ta trong rê nhớ như vậy. Nó chỉ ra được còn nhỏ con không chúng ta trong rê. Còn đối với nhóm AB thì mọi nhóm có một nhóm AB đều chúng ta trong rê, đương nhiên bởi vì A hạt là bằng hạt A, bởi vì là lúc này là nhóm AB rồi. Đó. Một câu hỏi đặt ra vậy thì chúng ta đã có một định nghĩa thì nào là một nhóm có chúng ta rồi. Vậy thì ta có một tiêu chuẩn nào để nhận biết một cái nhóm có là nhóm có chúng ta, và cái tiêu chuẩn đó được phát biểu qua một cái vấn đề như sau: C proposition, C suppose that G along multiplication be a group, okay? And S E subgroup of G, and always subgroup of G. Then the subgroup of G is normal, E and only E. For any A in G and for any S in S, you always have A S A minus one belong S. Okay. Very easy to show the proposition. This direction very easy, okay? That means we suppose that a normal subgroup of G, and we take for any A in G and for any element S in S, we have A. We have A S equal S A equal S A. So now AS implies that AS, this is the element in AS, but because the reason F is normal sub of G, so AS equals SA, SA. Then that is the F prime in F, so that AS equal x prime 2a. Now we multiply both sides by x minus 1 on right. That means as a prime equal x prime 2a, a prime here, a minus here. Multiply both sides by x minus 1. X minus 1. And what do we get? We get A S A minus 1 equal F prime. F prime belong S. So this direction may be very easy. Okay, we finish. And the inverse direction. We suppose that the condition happen and we need to show an normal subgroup of G. That means we take any A in G. We need to show AS equal SA. Okay, A equal SA.
Indies thật vậy ha. We suppose as S in AS. And we need to show it belongs as A. Okay? So there is the element S in H. We have S equals S. Okay. Now we multiply both sides by A minus by AS here. We need to show the element S here belong S here, okay? Now, multiply both sides by A minus 1. S times A minus 1, A minus 1 equal A S A minus 1 belong S. Then that is the element F prime in S such that H times A minus 1 equals H prime. H prime. We need to show hạ A đây này, hạ A tức là sao? Hạ A. Cái này là thuộc vào H đúng không? Thuộc vào H. Thuộc vào H tức là cái này. Bây giờ ta phải lấy nguyệt đạo thì cũng bằng AX. AX. Ta cần chứng tỏ là X này. À đúng rồi. Như vậy suy ra là cái gì? Tân nhân hay bị cho A bên phải. X. A bằng H phẩy A. Điều này có nghĩa rằng là biết x là bằng h phẩy a này á, nó thuộc vào a h a h a, không? Như vậy nó lấy một phần từ bất kỳ thuộc a h, nó chứng minh nó thuộc h a, vậy suy ra được cái gì? Suy ra được là a h nó chứa trong h a, hoàn toàn tương tự. Ta có thể chứng minh như thế này ngược lại. Tương tự thì ta cũng có. Tương tự thì ta chứng minh được. Tương tự. Similar. Ta cũng chứng minh được là AH là chứa AA. Hoàn toàn tương tự. Tức là therefore, A bằng hạ A với mọi A thuộc H. Tức là có nghĩa rằng là H này là chung tắc trong rê, gọi là chứng minh xong. Chứng minh đề này, ha? Chứng minh xong. Ta sẽ dùng cái tiêu chuẩn này để có thể chứng minh được lấy ví dụ, ha? Lấy ví dụ để minh họa cho cái tiêu chuẩn này. Ví dụ. Hôm trước chúng ta đã biết là cái tấm của nhóm, ta lấy ví dụ, ta lấy R là một cái nhóm bất kỳ và H này là tấm của nhóm R, ZR. Chúng ta đã biết tấm của nhóm R là bằng gì? Set of G, set of the element A in G, so that A compute every element in G is A for any S in G. Ok, ZJ được định nghĩa là vậy. Bây giờ ta hãy xem có thử là cái ZJ này có normal không? Normal không? Ta dùng cái tính chất này. Ok, dùng cái tính chất này. Với mọi
in G and for any S in Z, Z, G. We want to know A, S, A minus 1 belong S. Okay? Now, we have A. Nhắc lại là chúng ta đã biết rằng cái lòng nhầm con hôm trước rồi nghe đúng nói nữa. Chúng ta đã biết rằng á, H là nhầm con rồi, Z là nhầm con rồi. Đó, chúng ta cũng cần chứng minh được. Vậy ta chỉ xét cái tiêu chuẩn này thôi. Ta có A 2S A minus 1. Bởi vì là H là thuộc Z, giá quản mọi phân biệt của Z như vậy là bằng gì? Ta có thể viết là bằng là a hạt trước nhé, đó mình nhân cho a trừ một, nhưng mà vì hạt là giá hóa với a với mọi phân tử như vậy là bằng hạt a, rồi tất cả những a một trừ một, như vậy cái này dùng tính chất kết hợp thì là bằng hạt a hạt thì nó thuộc vào nhân rê, đương nhiên bởi vì hạt thuộc nhân rê rồi, vậy điều này dẫn đến là nhân rê là nhóm con trung tắc của rê, như vậy tấm của rê nhớ rằng luôn không như là nhóm con, tấm của rê không như là nhóm con của rê mà còn là trung tắc trong rê, nhớ như vậy. Rồi bây giờ như vậy ta đã kết thúc cái phần thứ hai, nó bổ xong ta còn chút xíu nữa ta là kết thúc. Ok thầy thầy thăm mình phúc để cho xong cái bài này luôn nhé. Câu chuyện rồi nhóm thương. Nhóm thương. The third session. Question group. Now, we suppose that V all-way group, this is a multiplicative group, and H in normal subgroup of G, normal subgroup of G. Then we have AS equal SA, okay? In F equal A for any A in G. In G. And we have we have A relation with B if and B minus 1 A in S. So đây là quan hệ tương đương. Và các lợi tương đương á, chúng ta đã biết rằng là bằng a hạt, đó a hạt. Như vậy d này được phân hoạt bởi các cái lớp tương đương a hạt. Như vậy là bây giờ ta đi xét các cái lớp tương đương phân biệt, như vậy mỗi lớp đây là một phân tử, đó mỗi lớp một phân tử, ta mới gọi cái giả sử cái tập thương của lớp tương đương này, giả sử d là gồm cả cái tập thương, đây là tập thương và được ký hiệu lại là gì? Ký hiệu lại đó là gì? Hiệu là dễ đến hả? Thì là bằng cả cái tập thương set bằng cả cái tập thương, cả cái tập thương của dễ đối với hả? Đối với quan hệ tương đương nào? Như vậy đấy là như vậy dễ nào là gồm các cái lớp tương đương, gồm các lớp tương đương nhớ như vậy dễ trên hạt đó. Nhớ rằng là dễ trên hạt này chỉ là bằng các cái lớp tập các cái lớp tương đương mà a này chạy dễ nhá, các cái lớp tương đương nhớ như vậy.
một cái phân đường gọi là một nhập cái, và trong trường nhập cái bằng nhập cái phải, bởi vì hát đấy là cho là nó bồ trước à, nó bồ sắp được rồi. Bây giờ tiếng này nó phải chúng ta định nghĩa một cái tập thương, cái tập thương này ta định nghĩa một cái phải có mi phai for any a b in g, we define a hai b, that mean a hai b s, tức là nghĩa là bằng lớp tương đương của a b, tức là bằng gì? Tôi có thể viết lại cho nó đẹp hơn, không thôi anh chị sẽ ngỡ ngàng nè. Bằng lớp tương đương của a b, lớp tương đương của a b, tức là nói cách khác có thể nói rằng là a hả mà nhân cho b hả, à, lớp tương đương của a nhưng lớp tương đương bằng lớp tương đương của a b hả, à, định nghĩa như vậy đấy. Đây là phép tổng nhân trên của dây trên hạt. Nói cách khác là gì? Ta có cái phép một cái phép tổ hai ngôi từ dây trên hạt nhân cho dây trên hạt biến hai cái lớp ghép. Thành lớp của AB. Đó. Như vậy đấy. Đây là phép tổ hai ngôi. À, với phép tổ hai ngôi này thì liệu nó trở thành một nhóm không? Không khó khăn gì cho chúng ta kiểm chứng được. Với phép tổ nhân như thế này, nó thỏa mãn tính chất kết hợp, là nhờ tính chất kết hợp của dê. Tính dê. Và phương thức đơn vị đó là gì? Đó là lớp tương đương của một. Nhớ rằng lớp tương đương của một á, như vậy là thì lớp tương đương của một á, một rê chính là bằng bằng một rê nhân hạt thì là bằng hạt một phần, nhắc lại một phần tử của tập thương này là tập cos của rê, và lớp của một chính là bằng hạt, còn lớp tương đương của cái lớp tương đương của cái tạo của nó chính là bằng a một trừ một lớp này nhá. À, như vậy không khó khăn gì để kiểm chứng đi làm. Đây là phân tử đơn vị. Và mỗi phân tử nó có là khác nghịch và đây là phân tử nhân đạo của nó. Từ đấy cho phép chúng ta phát biểu một cái định lý. Đó là gì? Định lý thiền. Ê! Cái tập thương riêng hả? Cùng với phép tổng nhân vừa định nghĩa ở trên là một cái nhóm, là một cái group, à, là một group định lý như vậy. À, mà gần như tôi đã giải đáp rồi, có cái tính kết hợp, đây là phân tử đơn vị, mọi phân tử đều khác được. Đó. Và cái nhóm này được gọi là nhóm thương của rê đối với hát b. Definition. The group. À, ta cho dê là một cái nhóm. Và hát là một nhóm có chung tắc của dê. Nhớ nhắc là khi định nghĩa thì nhóm thương, hát luôn luôn phải nhóm có chung tắc của dê. Lúc đó thì nhóm the group. G O S along multiplication here E con a quotient group, a quotient quotient group được gọi là nhóm thương của G đối với H for S, được gọi là nhóm thương của G đối với H. À, nó định nghĩa như vậy. Ta xem ví dụ để minh họa cho cái nhóm thương này. Tức là ví dụ C, example. Cái
ví dụ mà để nhìn thấy nhất là Z là Z đi, lấy dê là bằng Z, dê là bằng Z. Đương nhiên là những là nhóm tầm, đương nhiên là nhóm tầm, và không những thế là nhóm tầm Aben. Nhóm tầm Aben thì mọi động có của Z là điều là đi trục tắc, tức là ta lấy hạt là bằng M Z đi, hạt là M Z, đương nhiên là trục tắc trong Z. Bây giờ ta hãy xem từ lúc đó cái nhóm thương Z mà trên M Z là cái gì? Cái nhóm thương này là cái gì? Đó. Khi này chúng ta đừng hiểu không? Ta phải cộng nhân, nhưng mà đây là phải cộng tròng. Nhớ như vậy. Ở đây là phải cộng tròng. Thì nhớ rằng là hai cái phần tử á mà khi này á, khi này chúng ta biết rằng là đối với cái nhóm nhân á, thì nhớ rằng A H nó bằng B H á. A H bằng B H á. Khi nào hai cái lượng vẹt bằng nhau khi nào? Chúng ta biết khi B trừ 1 A thuộc H. Nhưng mà ở chỗ là ở đây chúng ta nữa, như vậy A H là bằng cũng bằng H A bằng bằng H B. Và đương nhiên điều này bằng là gì? Điều này có thể viết là bằng AB trừ 1 cũng được. Nhớ cái điều kiện này là để ý hết. Để ý điều kiện này hay quá. Nếu chúng ta thì điều này là tương đương với nhau. Thì như vậy là hai phần tử mà bằng nhau, hai cái phần tử bằng nhau này là thế nào? Như vậy là gì? Ở đây là lập ghép trái là bằng lại cái phải và ăn ngang đấy. Như vậy là một phần tử ở đây là phần tử A được rồi, A ngang là bằng ở đây là tổng nhất thì mình đây là tổng cộng là bằng A cộng H, A cộng H là A cộng M Z. Nhớ như vậy. Còn lập B là bằng chi? Lập B là tập con nào? Là bằng B cộng M Z. Nhớ A B là cả số nguyên. Vậy thì hai lập này bằng nhau khi nào? Lập A bằng lập B khi nào đây? Chúng ta biết rằng là khi và chỉ khi A B trừ một thuộc H. A nhân B trừ 1 thì ở đây là A trừ B. Đây là phần cầm á, thuộc M và Z. A trừ B thuộc M và Z tức là A trừ B là bồi của M. Tức là gì? A trừ B này là bằng cái K nào đó nhân M. Lúc đầu K thì vậy. A trừ B mà bằng K thôi chứng tỏ là A và B là đồng dư với nhau đúng không? Tức là gì? Tức là A. Tức là điều này có nghĩa rằng là A trừ B là bồi của M. Tức là gì? Tức là A trừ B là chia hệ cho M được, khỏe không? Chia hệ cho M được. À như vậy, nhưng hai cái lớp bằng nhau khi A trừ B là M. Ví dụ như lớp của không là bằng nào? Lớp của không là bằng cái gì? Ví dụ lớp của không, lớp của không là bằng gì? Lớp của không là rõ ràng là bằng hai cái lớp bằng nhau ha, lớp là bằng gì? Bằng tập tất cả những phần tử mà chia cho M là chia cho M là bằng chỉ là M Z. Lớp của không là M Z. Lớp của một là bằng gì? Lớp của một là bằng một cộng M Z, tức là bằng tập tất cả những phần tử mà chia cho M thì chia một, đúng không? Chia cho M và dư 1 vân vân. Và cho đến là lớp của M trừ 1 thôi. Lớp của M trừ 1 á là bằng M trừ 1 cộng M nhé. Và ta phải thấy rằng á, rõ ràng là lớp của 0 là bằng lớp của M này, bằng lớp của M này, bằng lớp của 2M, bằng lớp của 3M vân vân. Đúng không? Lớp của 1 là bằng lớp của M cộng 1 đương nhiên. À lúc đó em mở lớp chứ mấy chuyện to ra là Z. Trên em mở Z này á chỉ là bằng tập tất cả là bằng lớp của không, lớp của một vân vân vân, lớp của M trừ một. À và các đúng các lớp cái này đúng y chang như là Z M, đúng là Z M. Các kết luận được á, hóa ra cái nhóm thương này chỉ là bằng nhóm tầm Z M.
Vậy nó được kết luận được rằng là cái giá trên M giá chỉ là bằng giá M là mô tả cách tròn vẹn như vậy. Còn giá M em hiểu được không? Bài kiện gì không? Em bài kiện gì không? Có câu hỏi gì không bé? Kém xem lại cái chỗ cái nhóm thương hay nói vậy đấy, chứ nhóm thương này cũng không dễ dàng để hiểu đâu, bởi vì rất nhiều em rất lâu đến năm thứ tư rồi cấu trúc thương vẫn còn mù mờ lắm. Không gian thương, nhóm thương, văn thương, mô đun thương, đại số thương, nhiều người còn rất lơ mơ. Vậy thì khi thầy căn tính như vậy thì các em về nhà đọc cái kỳ, đọc chậm chậm phần này thầy coi nhóm thương hay điều kiện để xây dựng lòng thương trước thì hát là chúng ta này nè, chúng ta không về nè, và lúc đó các cái lực tương đương là các một phân tử của cái lòng thương này có dạng lực vẹn trái đó, mình lúc đó là vẹn trái bằng lực vẹn phải, từ đó sẽ xây dựng cái phần tổng nhân cái cả tập thương này, tổng nhân đó kiểm tra và làm nhỏ, mình nhỏ lên gọi là lòng thương. Đây là một ví dụ. Rồi, thêm một vài phút. Nếu như các em không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta dừng ở đây nhé. Được chưa em? Dạ, dạ cho em điểm danh. Có câu hỏi gì không? À, không. Dạ cho em điểm danh với thầy ạ. À. Em là sao? Dạ nãy em vô trễ em chưa điểm danh được. À, à các em cần điểm danh có ai vào đây nhắc thầy coi. Dạ Hồng Ngọc ạ. À, Võ thì Hồng Ngọc rồi, em vào trễ hả? Rồi ok. Dạ. Rồi, Hồng Ngọc hay là hay vào trễ lắm á. Lần sau phải đi sớm đi chưa? Vào sớm. Dạ. Bằng nào nữa? Rồi nếu không có bằng nào nữa thì Kim Anh hả? À tuần sau là ngày mấy em? Tuần sau là ngày mấy? Thứ hai tuần sau là ngày mấy? Thứ hai tuần sau để thầy chết lại qua. Tuần sau thứ hai là ngày 28. À thầy thấy cái thông báo là ngày 28 là bắt đầu đi học lại rồi, đi học lại lớp được đấy. Thầy nghĩ chúng ta nên học offline một tốt hơn. Chứ đó là nếu như khóa trường thông báo được gì thầy sẽ xem lại. Và có khả năng là chúng ta thứ hai tuần sau chúng ta sẽ học ở trường hết. Một số em ở xa thì chúng ta bắt đầu đến rồi ấy. Chúng ta phải đến Huế rồi. À, rất mong là gặp lại các em trong một cái hoàn cảnh phải như thế này mà các em ở trường, ở lớp gặp nhau nó vui vẻ hơn. Các em á. Rồi rất mong là gặp lại các em. À, hẹn gặp lại các em tuần sau. Rồi.